một tràng pháo tay chào đón lễ tốt nghiệp tư vấn tài chính mới tháng 5 2023 của vùng Hà Nội 4. Sometimes I think that it's better to never ask why. Người đây chi, nhưng mà em sẽ thử sức, em sẽ cố gắng. Em chỉ biết là như vậy thôi ạ.